Vâng, em chào các bác nhé. Thì có một trường hợp như thế này, thì thông báo các bác là như thế này. Đây là cặp loa bị tráo hàng, có nghĩa là họ lên kế hoạch hết rồi. Nên lừa bưu tá này các bác, đây là ông Nam nha. Ông Nam nha các bác. Đây, số điện thoại 0343 650 8389 nha. Mua cặp loa L112. Đây là chiêu trò gọi là tráo sản phẩm, gọi là ăn trộm các bác. Chỉ vì có vài triệu đồng bạc lẻ thôi. Đấy, chỉ vì vài triệu thôi mà mua cặp L12, nhưng mà giả bộ là tới khui hàng và để ý là bưu tá không để ý cái là tráo loa. Đấy, để ý là bưu tá không để ý là mình các bác đã tráo cái loa 112 là thành 4312 nha các bác, 412 MK2. Đây cặp loa của bác cũng rất là đẹp nha, rất là đẹp, khá đẹp đấy. Nhưng mà tráo loa, bác lại bác mua chắc mới mua và muốn nâng cấp mà nhưng mà giờ thủ đoạn để mà trục lợi được vài triệu đấy các bác. Đấy, bắt cọc 2 triệu mua cặp 1 2, cặp loa này rất là đẹp, khá đẹp luôn á nha, mic vàng luôn đấy, chỉ vì 5 6 triệu thôi mà bác làm cái kiểu như thế đấy. Đấy, hàng tới bắt khui hàng và để ý bưu tá không dồn không ngó gì cả là tráo loa và quắn lại kêu hoàn hoàn về đấy, vì lý do là chưa ưng ý đấy. Vậy đó thôi, bác nói rất là dễ nghe nha các bác đấy. Chưa ưng để ba xe bác kép thích kịp trời cầm nào thì bác alo lại sau. Giờ vậy là giờ chặn số điện thoại em rồi, em mới nhận hàng và gọi cho số này gọi không được, chặn rồi nha. Đấy, đây, anh Nam này 0343. Đấy, bác nào mà ở gần đây thì có thể tới nha, xem cặp 1 2 của em và nghi thử đi đấy, và nói cho ông biết. Đấy, số điện thoại này 653389 này, địa chỉ là xóm Đảng, xã Hướng Hương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đấy, ông tên Nam nha, đơn hàng đây. À, đơn hàng này em gửi là ngày 5 tháng 12. Không ta. Thấy hình. Mua cặp 1 2 rất là đẹp luôn nha các bác. Giá 32 em bớt 500 mà còn 31 năm bao ship. Đấy. Tráo cặp loa 432 MK2. Đấy. Được, cái này thì em sẽ làm việc bên bưu điện và họ sẽ báo công an, và cũng như là tới có địa chỉ mà người bưu tá nó sẽ tới tận nhà và nó sẽ xử lý. Cái này thì dễ thôi các bác, không mất mát gì, nhưng mà cái trò này nó bẩn lắm, nó bẩn quá, nó bẩn cuối năm rồi đấy. Chỉ vì vài triệu mà người ta tới nhà công an con đồ người tới nó phức tạp lắm đấy. Cái này thì em đưa hết cho bên bưu cục họ xử lý, không không có thoát đi đâu các bác.